Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Hôm nay em sẽ làm một cái video bắt đầu lắp đặt một cái con xe điện 4 bánh sử dụng hệ thống treo trước treo sau, và đây là tất cả những cái thiết bị của nó. Mình sẽ làm video từng phần một. Do mình cũng không có nhiều thời gian để lắp đặt từ đầu đến cuối, và thực sự thì lắp một con từ đầu đến cuối nó cũng rất là lâu. Trước tiên ấy, sẽ giới thiệu đến các bạn toàn bộ cái phần phụ tùng để lắp đặt cái hệ thống treo sau. Đây là toàn bộ một cái hệ thống treo đằng sau, hai thanh đòn, hai giảm giật, hai lò xo chính, bu lon ốc vít và các cái mặt bích đỡ, thanh rằng ổn định khung. Thanh rằng này là ổn định khung. Cái này khi lắp thì các bạn chú ý theo dõi, bên mình sẽ có chỉ từng phần một. Còn đây là con khung của nó, khung con xe 4 bánh. Cái ưu điểm của hệ thống treo ấy thì nó rất là rộng rãi trong cái khoang ngồi. Hai người đằng trước ngồi rộng thoải mái, hai người đây bên tay phải các bạn là đằng sau, bên tay trái các bạn là đằng trước. Cái miếng đặc ở giữa này là để bình ắc quy và ghế ngồi cho người lái đằng trước. Đấy, cái phần đằng này là dành cho người ngồi đằng sau. Rất là rộng rãi, 4 chỗ, thoải mái, khung xe rất là nhỏ, gọn. Con này là cầu trục 1m1 các bạn nhé. Cầu trước không phanh, cầu sau có phanh. Đấy, thì hôm sau thì sẽ giới thiệu đến các bạn hệ thống giảm sóc đằng trước. Thì nó dùng giảm sóc. Đấy, cũng thanh đòn và một thanh ổn định khung. Đây là toàn bộ một cái bộ xương cơ bản của xe 4 bánh. Thì, tất nhiên là nó sẽ còn rất là nhiều thứ khác nữa, mình sẽ lắp dần dần và làm video theo từng phần một. Toàn bộ những cái phần mặt bích như thế này sẽ được hàn sẵn lên cầu. Đây. Cái miếng sắt ở dưới gầm này thì đây chính là cái miếng này, khi các bạn đặt ngửa lên đây để hàn lên khung xe của nó. Thì cái phần hõm này là hàn vào cầu. Đây, phần hõm này hàn vào cầu này. Cái này là sẽ chống giảm giật vào đây. Và phần mặt bích này sẽ hàn nó so. Thì những cái thanh có cái nõm như này là hàn nó cầu, còn những cái thanh phẳng này là hàn lên khung như thế này. Đây, hàn khung đây. Còn cái u này thì sẽ hàn lên khung đằng trước đây. Đây các bạn nhìn theo hướng ngón tay của mình. Thì đấy là tổng thể phía lò xo như vậy. Còn cái thanh ổn định khung nó sẽ được bắt một đầu lên khung như thế này, và một đầu phía bên tay trái các bạn sẽ được bắt lên cầu đây như thế này. Đấy, cái này người ta sẽ hàn cao lên ngang ngang với cái phần kia. Khi nào lắp xong ấy, thì các bạn sẽ hình dung ra. Đấy là toàn bộ cái phần hệ thống treo lò xo các bạn nhé. Hệ thống con xe 4 bánh này thì được sử dụng 4 bánh nhôm 400-10, đường kính là 46 cm. Đây, 400-10, đường kính 46 cm. Vành nhôm này có rất nhiều loại, vành xoắn, vành thẳng, vành nhiều cánh. Nói chung là vành nhôm thì rất là nhiều loại. Mình vừa làm và mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số các bạn những cái kích thước khung. Những cái bạn nào mua đồ bên mình thì mình sẽ vẽ lại cái bộ khung mẫu này để cho các bạn làm theo nhé. Đấy,
Hoặc là bạn nào có nhu cầu mua toàn bộ chỗ này thì mình sẽ báo giá của nó sẽ rất là nhiều thứ. Chứ chỗ này chỉ là phần xương cơ bản thôi. Nó còn có cả cabin, mái trên, quạt trần này, đèn pha rồi các kiểu, nói chung là nguyên một con ô tô nhập thôi. Giá thì chưa đến 30 triệu. Đấy, mà các bạn lưu ý rằng video sẽ được làm thành nhiều phần. Các bạn nhớ chú ý theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được những cái phần video mới ra sẽ được thông báo đến các bạn.